đã có hơn 13.000 hành khách từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Từ ngày 30 tháng 6 đến hết ngày 6 tháng 7, đã có 13.258 khách đáp chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Con số này sẽ tiếp tục tăng lên trong những ngày tới. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, trong thời gian trên có 61 chuyến bay từ Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh chở 8.657 khách và có 66 chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội chở 13.258 khách. Con số hành khách qua lại giữa hai thành phố lớn nhất cả nước sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới do các chuyến bay Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì hoạt động. Các chuyến bay đi về giữa thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội vẫn hoạt động bình thường nhưng 100% hành khách phải test nhanh COVID-19 theo yêu cầu của Bộ Y tế. Ngoài đảm bảo công tác phòng dịch khi lên máy bay theo quy định của Bộ Y tế, các chuyến bay đến Hà Nội sẽ được Cảng hàng không quốc tế Nội Bài phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, CDC Hà Nội lấy mẫu test nhanh ngẫu nhiên, đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết. Tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh đã ký công điện khẩn yêu cầu các địa phương giám sát, quản lý chặt chẽ người về từ các vùng, tỉnh thành phố có dịch. Theo đó, từ 18 giờ ngày 7 tháng 7, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bắt buộc đối với tất cả những người đến từ thành phố Hồ Chí Minh và các vùng dịch, thực hiện khai báo y tế bắt buộc, cách ly tại nhà 7 ngày. Trừ trường hợp đi công tác công vụ trở về Hà Nội và tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế. Tất cả các trường hợp từ vùng có dịch về phải tổ chức xét nghiệm 3 lần vào ngày đầu tiên, ngày thứ 3 và ngày thứ 6 kể từ ngày đi từ vùng có dịch về, sau đó tự theo dõi sức khỏe tiếp trong vòng 7 ngày. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở hoặc có biểu hiện mất vị giác, phải thông báo ngay cho chính quyền cơ sở y tế nơi gần nhất để được hướng dẫn quản lý sức khỏe kịp thời. Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản gửi các đơn vị trong ngành hàng không về việc tăng cường kiểm soát hành khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Cục Hàng không yêu cầu các đơn vị trong khẩn trương triển khai và tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo yêu cầu 5K của Bộ Y tế. Tăng cường kiểm tra hành khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh tới các địa phương khác, đảm bảo 100% hành khách thực hiện khai báo y tế nghiêm ngặt, kịp thời cung cấp thông tin phục vụ công tác truy vết khi có tình huống phát sinh. Cục cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường hình thức khuyến cáo đối với hành khách khi về các địa phương bắt buộc phải khai báo trung thực, chịu trách nhiệm về các thông tin khai báo để phân loại các đối tượng nguy cơ, tự theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh. Liên quan đến vận tải hành khách đường sắt, đại diện công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, hiện ngành đường sắt chỉ chạy một đôi tàu chở khách SE7 và SE8 Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, đường sắt không bán vé khách lên xuống ga Sài Gòn và ga Vinh Nghệ An.